Thưa quý vị, không chỉ hơn 50 triệu đồng tiền giấy, mực được tiết kiệm trong một năm từ việc áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà, mà còn là tiết kiệm được thời gian, hồ sơ gọn nhẹ, thuận lợi cho việc truy xuất dữ liệu mọi lúc, mọi nơi, với dữ liệu số hóa, trình chiếu tài liệu chứng cứ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà. Đây là phiên tòa xét xử vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy gần đây nhất được Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đưa ra xét xử. Phiên tòa được triển khai số hóa trình chiếu chứng cứ trong quá trình buộc tội bị cáo. Đây là phiên tòa thứ 20 được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà áp dụng công nghệ số trong hoạt động xét xử. Hôm nay thì có cái màn chiếu, nói chung là người phạm tội rồi những cái chứng cứ, những cái liên quan đến cái vụ án, thì nói chung là cái người dân ở đây thì thêm cái phần hiểu biết hơn. Nói chung là cái phiên tòa hôm nay thì riêng cá nhân tôi thì tôi cũng tâm phục khẩu phục về cái vụ xét xử hôm nay. Để có được một phiên tòa hình sự số hóa, kiểm sát viên phải sao chụp các nguồn dữ liệu truyền thống như các bản viết tay, bản in giấy, hình ảnh, sang chuẩn dữ liệu dạng tín hiệu số lên các phương tiện điện tử, tạo thành thư mục riêng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Nhất là trong giai đoạn tranh tụng, những tài liệu chứng cứ buộc tội bị cáo được số hóa. Đặc biệt, những tài liệu là video ghi lại được hành vi phạm tội được trình chiếu tại phiên tòa sẽ đảm bảo tính khách quan, công minh trong hoạt động xét xử. Từ cái việc trình chiếu này thì không chỉ đảm bảo các cái căn cứ nó được thể hiện một cách khách quan, mà nó còn là cơ sở vững chắc để buộc tội bị cáo tại phiên tòa, khiến bị cáo phải khắc phục, phải tâm phục. Đồng thời cũng là để hội đồng xét xử cũng như luật sư và những người tham gia phiên tòa thấy rõ nhất cái hành vi phạm tội của bị cáo, qua đó là Viện Kiểm sát bảo vệ thành công cái cáo trạng. Thực hiện chỉ thị số 03 ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà đã tiên phong trong toàn ngành, đi đầu ứng dụng công nghệ số và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Qua 3 tháng mày mò nghiên cứu kết hợp kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, Viện Kiểm sát quận Sơn Trà đã xây dựng thành công phần mềm nội bộ đơn giản, dễ ứng dụng. Tôi cảm thấy phần mềm này rất là tiện ích, bởi vì ngay từ bản thân tôi thì so với trước đây thì tất cả chúng tôi đã phải đọc những hồ sơ giấy rất nhiều, nghiên cứu hồ sơ giấy qua nhiều. Tuy nhiên khi áp dụng công nghệ thông tin này vào, tất cả mọi hồ sơ đều được scan và đưa lên hệ thống. Chúng tôi có thể đọc hồ sơ tại nhà hoặc có thể là tại đơn vị như bình thường, thì là cũng làm rất là thuận tiện. Tôi lấy ví dụ như về cái công tác số hóa hồ sơ thì tiết kiệm cho cơ quan ít nhất một năm phải là hơn 50 triệu. Về thời gian thì cái trước đây cũng làm việc là phải làm việc trực tiếp, báo cáo giấy. Nhưng nay thì không phải làm việc trực tiếp, làm việc qua phần mềm, qua máy. Và khai thác cái phần mềm đó phục vụ tốt cho công tác nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ, không gắn mình vào một không gian làm việc nhất định. Từ năm 2020 đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Sơn Trà đã số hóa hơn 300 vụ án hình sự, khởi tố hơn 500 bị can với gần 100.000 bút lục, được chuyển thể, trình chiếu, lưu trữ cùng những hình ảnh minh chứng cho các hoạt động phạm tội của bị cáo, hỗ trợ cho công tác xét xử tại tòa. Hầu hết các vụ án có trình chiếu công khai tại tòa đã được hội đồng xét xử chấp nhận, không có kháng cáo, kháng nghị. Điều đó cho thấy phần nào hiệu quả của phần mềm này. Thứ nhất, cái việc mà trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa, nó mang tính chất hết sức thuyết phục trong cái luận cứ buộc tội của Viện Kiểm sát, giúp cho các cái đối tượng tham gia tố tụng đều và khâm phục, khẩu phục luận cứ của Viện Kiểm sát. Cái việc thứ hai, nó tạo cho cái môi trường làm việc của công chức Viện Kiểm sát Sơn Trà một cách chuyên nghiệp, văn minh và hiện đại. Cái thứ ba, thông qua đó các đồng chí đã tiết kiệm được thời gian, chi phí và giải quyết kịp thời công việc theo cái yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Chúng tôi thấy cần nhân rộng cái mô hình này ra cho toàn ngành Kiểm sát Nhân dân thành phố để cùng với nhau thực hiện cho tốt hơn nữa cái việc ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát thành phố Đà Nẵng.
Việc tiên phong áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chỉ đạo điều hành tại đơn vị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà trong gần 2 năm qua đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời tạo thêm động lực để đơn vị thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.